Ủa, Tao nói má mình má má sao má cởi đồ trên xe vậy má? trời ơi ông ơi, tôi nực tôi cởi chứ có cái gì đâu ông. Bữa nay mình tiết lộ cái vụ việc như thế nào cho ông bà cô bác biết được không ba má? Dạ thì gia đình em cũng xin kính chào ông bà cô chú anh chị trong và ngoài nước ạ. Chúc ông bà cô chú anh chị sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay thì được cái sự cho phép của chị hai là chị của chị Hương Phùng và chị Hương Phùng, vợ chồng em với lại con gái hai là bé Thật á, đi xuống nước chị đi từ thiện á bà con. Nghe chị khỏe, chị muốn đi từ thiện nên tụi em mừng quá trời luôn, tranh thủ thời gian đi xuống nước chị đi từ thiện. Thì hôm nay trời cũng mới sáng mà trời cũng nắng chói chang, thương chị quá. Đi về Việt Nam mà nghe có hôm nay thì tụi em đi hai hoàn cảnh là coi như mấy cụ già, chị cũng thương mấy cụ già dữ lắm nên chị muốn đi thăm. Anh hai Sài Gòn cũng thương mấy cụ già đó, Dạ thì cô bác cũng thương nhiều lắm. đúng rồi, đúng rồi, nói đúng là anh hai Sài Gòn và chú Thanh Cường đồ cũng hay gửi quà cho mấy cụ già. Rồi phải nghe. Ê chị. Xuống xuống Dạ con chị. kìa. Anh ơi. Dạ. Anh này bỏ tôi sao em Ừ cô hai. Em nhớ quá là hú gì thơm tấm lòng rất là bóng nữa rất là đây trời ơi chúc mừng 8 tháng 3 rồi anh chị lên anh chị luôn không chấp chấp đây à đây dạ chụp vô đây sợ người ta chưa ôm được cái nào không bỏ đi là trời có đâu trời ơi vô 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 tại vì bà con biết sao hai chị ngại hình ảnh nên tụi em không có mời này tụi em không có gì tặng cho chị hết trơn 8 tháng 3 vui vẻ hạnh phúc nha chị. Hùng á, tặng tụi em Hùng á. Đó hoa tươi thắm. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn cả nhà nha. 8 tháng 3 gia đình mình nha. Tụi em chúc chị trước tiên là sức khỏe nè. Rồi sau nữa là luôn vui hạnh phúc rồi chị đẹp mãi như hoa khôi hoa hậu như vậy. Rồi cảm ơn anh chị. Chúc anh. 8 tháng 3 em chúc chị luôn xinh đẹp, hạnh phúc và luôn phát tài về giúp bà con nghèo. Cái chuyện giúp em. Là cái chuyện giúp là khỏi nói rồi. Nói rằng với chị nhân hôm mà đi thằng bé chị cho mà coi như là mổ cái chân á với lại sửa nhà. Chị nói một câu nói là em có lẽ là cũng là một bài học cho em, nhưng mà có lẽ là vợ chồng em với vợ chồng đã thầm nhớ suốt đời luôn. Chị có nói là nếu chị có thể chị gian hết được vòng tay của chị để lo lắng cho bà con nghèo được hết thì chị cũng cũng sẽ làm. Nói nghe thì rất là xúc động, mà chị yên tâm đi, có rất nhiều mạnh thường quân là cũng có tấm lòng như chị là sẽ chung tay với chị. Xin cảm ơn chị yêu của em với tất cả với mạnh thường quân rất là nhiều. Chúc má sáng gì chúc má. Đúng rồi, chúc chúc má đi chứ. Má. 8 tháng 3 còn chúc má luôn vui vẻ, trẻ mãi không già, luôn xinh đẹp. Và mãi 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 là một người mẹ tuyệt vời của tụi con. Cảm ơn con gái. Là, thì bà con thấy không, nó ẹo ẹo vậy sao chịu nổi nè. Bà con biết không, sáng vô thì anh Tâm nói là để ngay 8 tháng 3 thì cũng mua ít hoa tươi để tặng coi như là để chúc chị Hương Phùng. Rồi xong xuôi con gái nó cũng kêu là để con mua một con như bó hoa tươi tặng má. Nói thôi tôi cho tôi xin đi chị. Tại vì nói thiệt bà con thương nha, chị Hương với tụi em cũng như vậy, nhưng mà đây là gợi ý của anh Tâm nên thành ý của anh Tâm tụi em không 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 dám không dám cãi. Ba chúc chị và gia đình mãi mãi hạnh phúc nha, và chúc chị trẻ mãi không già, làm ăn phát tài. Không chắc phải già chứ trẻ hoài. Nay cũng dịp lễ 8 tháng 3 em cũng chúc anh chị sống lâu trăm tuổi nha. Có sức khỏe đi làm từ thiện giúp đỡ bà con nghèo. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, má chúc con gái trước hết là đẹp. Thì đẹp là khổ nấu rồi. Và hai vợ chồng là luôn vui vẻ hạnh phúc nha, cái đó là cái chính. Dạ dạ. Con cảm ơn má, bữa nay má không
không dặn dò gì nữa. Dặn với con phải ngoan nha, nghe lại chồng nha, làm chồng con là tuyệt vời. Dạ. Xin mời. Sức khỏe không ạ? Dạ. Dạ. Giờ mình đi má ơi. Rồi, sức khỏe. Dạ. Còn mỗi này đó không? Chúc má vui vẻ sức khỏe nha má. Cảm ơn con trai. Cảm ơn má luôn đồng hành cùng tụi con nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ mới chúc luôn á chị hai. Hung 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 chị hai. Trời ơi hung vậy. Giống như con cá ấy quá. Con cá đó màu. Ý nó nói em giống con cá trà. Trong nhà em hay đùa giỡn vậy đó, mà con có gì tâm đạt cho tụi em hay giỡn vậy đó. Thì ơi, chị mua sâu cho tụi em hả? Thôi đó ăn. Trời ơi, hôm nay em có ấy sâu rồi, mua ấy sâu rồi. Ấy sâu rồi. Chị, để thôi dục lại. Để thôi. để lại. Để sâu nhà. À lấy hộp dưa ăn. Ê nó nghe đem một trả tài xe á. Ê nó nghe đem một gói thợ đi lỡ cái kia không có thì mình lấy mà mình bù vô. Ủa, để lại hết luôn đi. Thôi thôi. Trời ai mà ăn đâu. Này, nhân dịp ngày 8 tháng 3, kênh YouTube Hoàng Nguyễn cũng gửi lời chúc đến tất cả quý mạnh thường quân, đến tất cả những người phụ nữ ngày 8 tháng 3 vui vẻ hạnh phúc, luôn trẻ mãi, bình an bên gia đình. Dạ, con cũng chúc cô chú anh chị 8 tháng 3 thật sức khỏe và luôn an vui. Gia đình hạnh phúc là mang phát tài. Dạ. Chị hai được đứng kế bên chị đảo. Dạ quá, mà không mình lùng quá mình mất đảo quá. Dạ nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì em cũng xin kính chúc quý coi như là các bà, các cô, các chị và các em, các bạn là luôn được vui vẻ hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, rồi cũng là gia đình cũng luôn an lành và hạnh phúc. Dạ em ơi. Chúc các cô thôi chứ, các cụ thôi chứ đâu có chúc mấy bác, mấy chú. Con dạ. Chờ mấy chú ké vậy má. Ké để có ngày. Dạ. Đi không đi không. Dạ dạ. Để em ngồi phía sau. Đây hành trang chuẩn bị ra đi cũng mấy ngày không bà cô bác ơi. Trời mệt quá. Không gặp nữa. Phong cũng rất là mong là những cô chú mạnh thường quân bên nước ngoài có điều kiện đi về quê hương để thăm những hoàn cảnh và đi thực tế xem những cái chuyến đi không bà cô bác. Thì bữa nay là thấy thương chị Hương Phùng lắm không bà cô bác. Đi về cũng thời tiết nóng nực cũng hay bệnh hôm bữa giờ á, nhưng mà lúc mà khỏe lại á, vừa khỏe lại một tí là chị cũng muốn là đi thăm những hoàn cảnh, thăm những bà con, thăm những ông bà lớn tuổi và những hoàn cảnh thật sự khó khăn. Ủa giờ. Ủa cái nút này bấm hoài nó không xuống má ơi. Kìa. Nè bấm rồi nè. Bấm vô nó không ấy. Ê, nó thì để dựng được rồi. Được một cái. Ủa sao nó hẳn đích lên luôn rồi. Ba kìa ba bấm má ơi. Tự bấm. Có. Ủa. Ủa. Bóp lộn mô nút. Rồi không nó chưa. Chết cha rồi. Có biến. Đi cân. Rồi tiếp tục cuộc hành trình không mời cô bác ơi. Ủa không để con lâu leo xuống dưới mà. Con xuống đây đi. Dạ. Cái nào ấy bỏ ra sao? Để chi? Ủa đậu nè, áo gì chị đâu? Đủ rồi. Có đi bùng nã là đủ sống rồi. Dạ. Con có vô sư. Đó là mừng rồi. Ủa đâu sao chi? Ra sao ngồi cho. Sao mày không ra trước mày ngồi đứng mày quay?
quay trước à. Vậy thì mày lên trước mà quay lại đi. Ủa giờ ba dạ. Người trước đi, ta ngồi mình ta ra cho mày đi lên trước đi. À, mình có hai sợi, có hai buồn. Buồn gì đâu, buồn trời ngủ xe làm sao đi chắc buồn. Rồi trở lên đi. Thôi ngồi đi. Cho nó trước nó quay chứ. Kệ nó quay, nó quay gì đó. Đó quay thì thấy. Vậy đưa đưa đây nhờ em quay đi, đặng em lấy tiền. Tiền nhiều quá. Lấy tiền quay đi. Rồi. Cái nhà trước hả? Dạ. Anh Tâm cái nhà trước hả? Dạ, anh em mới ghé chỗ con. Phan trước tiên đi thì giờ em xin, em xin phép chị Hai với chị Hương ha. Bữa nay lên xe rồi cho tụi em, cho tụi em mạo muội đi, đưa chị đi đâu rồi chị đi đó ha. Ha. Bây giờ biết sao giờ? Bây giờ biết sao giờ, rồi vậy đi. Vậy rồi, cảm ơn chị. Dạ lên xe rồi em đi. Đúng rồi, đúng rồi. Phong ơi, em đưa cho chị mấy cái chai nước mới hay sao cho chị? Dạ. Ủa, đi thôi đi đi. Nè nè chị. Đâu? Nè chị. Đó. Này chị Hai. Chị Hai á. Đây này có không, không còn còn. Để tao chết chóc rồi mày chạy mất rồi. Để đi. Không sao, em có áo rồi, được rồi. Lên đó đi. Được rồi, chị tủ chị đi. Gì? Không không không, em lấy khăn khác. Khăn chị đâu rồi? Lên lên đó. Hai người một cái không hết nữa, che cái gì? Che đó. Anh trong đây đen đuối rồi sợ mà. Đen nút gì đâu đây nè. Anh chị. Lắm đi anh. Không, nè. Không phải, ấy là làm hai, ấy là làm hai. Không phải. Không phải. Ừ, làm đúng gì? Rồi nhập đâu nè. Buồn ra đây má con làm cho. Rồi anh Tâm cái gì chạy đi với bả làm gì làm đi. Dơ dơ người hồi chị em. Đen đuối rồi sợ. Dơ dơ. Dơ đắt đi. Tại vì mưa nắng nữa má mệt nè. Rồi. 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 Sao má? Gì? Sao là sao? Em mới kêu không nó đi nó mua. Nè. Đóng gì vậy? Em tử. Bữa đưa mấy bịch rồi con. Ăn gì hết. Đó. Để đi đường xa đi. Rồi, cảm ơn chị. Nè, để dưới đi. Để dưới đó. Đây có nhét rồi. Đây nè, nhét đi. Có quên gì không? À, xong hơn đi. Cảm ơn chị nha. Hồi hồi tối em lấy ra một bịch cây. Cái kẹo 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 ngậm kia đó. Cái em quên. Đó, kẹo ngậm có nè. Để luôn tính này đi xuống lấy rễ cái quả này bắn vô mà chích tao vậy à, chích vô bụi này thế này lên 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 đem đưa đây đưa đây dạ đây quay đó chút chị Hai giúp em. Trời ơi thấy thương lắm bà con ơi, chị Hai nè, chị Hai ngồi sao á, dạ đẹp không đẹp. Chị Hai rất là đẹp, rất là dễ thương. Hai đẹp hơn em nữa đó Hai. Tao mở cái bữa tối tao mày bị mày mày đắc con tao mà sao tao bị mày lộ. Hai đẹp. Đó 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 mà Hai cứ sợ xấu à. Đi về hướng đó. Mà con biết sao? Tại sao để vậy biết sao? Sẵn phải sau đó. Không phải, không phải vấn đề mà đẹp nữa. Đẹp mà lại còn hát hay nữa bà con. Không có vô đó nè. Chị Hai hát hay dữ lắm nè, một lát lên là thế nào ông bắt cho chị Hai hát nữa nè. Hát hay lắm. Đại gì mà đại, hát hay vậy chứ bài bản đàng hoàng, tên cổ chị Hai cũng làm láng luôn. Rất là hay luôn. Có gì làm đó. Họ họ đi cứ đá mãi nhưng mà nghe tôi nghe không? Nghe tôi nói, ủa sao này mà Hai chơi khớp? Cái tên ta sao mình dậy đi? Trời ơi, nay nói thiệt với chị Hai nha. Bữa nay được chị với chị Hương cho phép tụi em xuống. Trời mừng quá trời mừng. Mệt quá trời. Đặt đi luôn. Trời ơi, thiệt. Ngồi lại. Trời ơi, về thời gian, chỉ về thời gian mà bao nhiêu đó mà tụi em không có gần được bao nhiêu hết. Dạ, nhanh quá. Đúng tháng luôn. Mấy ngày nữa. Tháng gặp được có nhiêu, có hai lần. Lần đó với lần xuống. Gặp suốt luôn không? Thôi giờ giờ. Dạ, có lần gặp với lần xuống có hai lần. Nửa tháng đi rồi, còn nửa tháng trả đó. Cười không à bà con. Trời ơi, bà con thấy vậy ha. Mà trời ơi, chị Hiền, nhìn chị Hiền cái bằng. Sao mà Hiền dữ thần vậy trời. Nói chị đó, chị Hương. Em nói chị đó. Hiền dễ sợ luôn. Trời ơi, bữa chị đi, chị xuống các hoàn cảnh mà cái em mà bị té nhà giáo đó. Thiệt, nhìn cái đám mà đám ma đã muốn khóc rồi. Mà nhìn cái mặt chị, trời ơi, em còn muốn khóc hơn nữa. Thiệt. Sao nay gặp sao? Thật. Dạ. Nay gặp chị Hương sao? Trời ơi, nó mừng hơn rồi trúng số nữa. Gặp đâu? Ê, gặp đâu? Gặp đâu? Mắc đi làm trong đó. Phải nhờ dâm mất.
bữa nay không có anh Sứng đi buồn đúng không? Dạ, có Sứng đi để vui. Ừ, có Sứng đi. Ngày mai anh chạy xe xuống Tiền Giang đi làm chở anh Xu đi luôn. Thế nào bữa nay nó cũng nhảy mũi cho mà thấy. Dạ. Nó thiệt. Rồi tới tối nay nè, tối nay đi đi xuống Cần Thơ nè, nhắc nó nữa nè cho nó nhảy mũi nha. Chồng vui chứ. Nó dạ. Rất là dễ thương. Dễ thương lắm. Bởi vậy em dặn hoài, em dặn nó hoài. Nay mới lạnh mạnh quá nên anh mới thay hả? Mát quá. Ta mới chỉnh này nè chị. Dù có nóng quá thì dặn mà. Xuống. Sao lạnh được? Cho chị mát mát đi, cho chị khỏe. Mát rồi. Chị mát hơn với bữa ê nó nghe Phong sao bá? Cầm cái cây này đông đô đông đưa chắc cái hình nó ấy dữ lắm Phong. Chắc cái hình nó giật giật dữ lắm đó Phong. Có gì thì bà con cũng thông cảm, tại em tay em yếu á, già cả rồi, yếu già cả yếu nên làm cầm cái cây không có được, cứ cầm đưa vậy nè. Cây này giống cây chích điện. Hai cái nạn em quên. Thì cậu nghĩ giùm gì hai? Mừng quá, hạnh phúc quá, ngồi nghe nè anh chị đi lên rước đi, cả đêm cũng ngủ tới giờ luôn. Thơm thức không á, ngủ được đó. Sách nã ra đổ để hết sẵn rồi, bàn rồi. Nên để tôi tèm cho uống cà phê đi trước khi đi. Hả, đi đâu cũng không ngủ được. Nào giờ hai đâu đi xa hả? Tôi hả? Dạ. Trời đi dữ lắm á. Miền nào cũng có đi. Đi mà tại Mân An không rảnh, tôi đi một bữa hai bữa phải về. Tôi đi đó. Có tàu đi đánh cá phải về bắn cá, rồi đâu có rảnh đâu. Nhưng mà giờ đâu có bán nữa đúng không ai? Nghỉ rồi. Chị. Bây giờ mà phải giờ còn tàu có khổ nữa. Chị Hương với chị Hai, em nói cái điều này là sự thật đó nha. Chứ không phải là em nói thật cái gì giả, chứ cái tấm lòng em chưa bao giờ giả, em nói thiệt luôn. Chị với lại chị Hương đi là em mừng quá trời luôn, tại đặng em được ăn theo. Cái hồi đó là em đi từ thiện không có thời gian mà, nói thiệt. Đi đây đi đó nhưng nhiều khi cái không nói thôi. Chứ hai chồng chở đi mà rảnh rỗi đi không được à? Đâu có rảnh rỗi gì chị, rảnh rỗi cái thời gian mình đi từ thiện thôi chứ không có được đi chơi. Đi từ thiện giá nào tụi em cũng đi hết á, không nói thiệt. Giá nào tụi em cũng đi. Mà chị cứ nghĩ đi, chị Hương bên Mỹ nè, nửa đêm nửa hôm mà còn phải ráng đi làm để lo cho bà con nghèo, còn tụi em ở đây làm sao mà không đi. Đó. Nên là thật sự mà nói là tụi em quý mấy anh chị nước ngoài là vậy đó, là tấm lòng. Quý tấm lòng rất là nhiều. Thương nhất chị Hương Phùng. Vĩ đại quá. Không thể so sánh được. Thôi chị, anh dành nấu. Dạ, anh Tâm không cho em nấu. Để nghe rất là chán à. Kêu chị Hương nấu đi chị. Đây nè, có như là tấm lòng vàng ở bên Mỹ về nè anh Tư. Từ bữa gặp anh rồi đó. Dương Phùng nè. Hello anh. Dạ khỏe anh. Đó đây bé Thật nè, bé Thật. Dạ. Bé Thật nhà mình nè. Dạ. Chào Tiến Tư. Anh Tư. Còn dưới thì chị Hai. Ở dưới Phong. Chút nữa đây. Rồi, đây bới sâu cho em nha. Trời ơi, xe xôi nè má. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Tư. Xe xôi rồi. Dạ, dạ. Anh Sướng anh không có đi được rồi, ông tiếc gì lắm, ông ngôn lắm. Em đi để nhà đón con, không đón được thì chở nó đi theo, đi làm. Bữa Vân cô Phong cũng được hân hạnh là được có má nuôi nè. Không chị, ba đuôi má nuôi nè. Không dạ. Má nuôi nha. Không được xin chứ. Để ngăn hông cũng được. Về cái má nuôi cho nó lên cho lịch sự trước. Ai chê má ngăn hông ai kêu vậy kỳ quá. Đó là má nuôi này nghe cho nó tế nhị lịch sự. Chào ba nuôi. Chào ba nuôi. Chào bà con. Kiếm đâu ra. Chào má nuôi. Không, không có nuôi nha con. Rồi thôi, khép chương trình chúc tiếp tục hành trình má. Thì giờ mời bà con cùng đi với mình. Dạ. Rồi, lát tới nơi rồi
Để nó cầm ra lát nó xỉu à. Ngồi nó chờ với gồng nó xỉu. Rồi thôi khép chương trình ông bà cô bác ơi. Chuẩn bị là tiếp tục đi thăm, thăm những hoàn cảnh thăm một bà cô bác khó khăn. Rồi thôi một lần nữa thì nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì Phong Nguyễn cùng đại gia đình có chị Hà, cô Hai, chị ông Phùng, ba Tâm, má Ngọc với chị Hai cũng gửi lời chúc đến tất cả chị em phụ nữ với ông bà cô bác có nhiều niềm vui, tràn đầy sức khỏe, mọi trẻ chung sinh đà đẹp luôn. Dạ, ông với chúc mừng cô phụ nữ ngày 8 tháng 3 đi. Dạ. Phụ nữ này là dùng mạnh. Dạ, phụ nữ này dùng mạnh là mấy chú, mấy chú, mấy anh nè. Ai động được mặt là chết. Ưu tiên cho phụ nữ chúng em đi. Bữa nay ai động là chết là không được à. Không về sớm. Không là chết á. Rồi, thôi chào khán giả bà ơi. Bữa nay ngày 8 tháng 3 là mình phải nhậu quậy rồi hả? Dạ.